Cuối cùng thì sau 6 tập vòng chinh phục, các nhân vật quyền lực của rap Việt cũng đã chịu thay trang phục mới. Trước đó cả huấn luyện viên, giám khảo lẫn MC đều chỉ mặc một bộ trang phục trong suốt 6 tập phát sóng, khiến dân mạng liên tục đặt câu hỏi khi nào họ mới chịu thay đồ. Và ngày ấy cũng đã đến, ngay trong phần giới thiệu tập phát sóng mới, hình ảnh mới toanh của các nhân vật quyền lực của rap Việt đã chính thức lộ diện khiến khán giả không khỏi phấn khích. Nếu như MC Trấn Thành vẫn trung thành với bộ vest lịch lãm, thì các giám khảo và huấn luyện viên lại xuất hiện với 2-3 bộ trang phục trong nhiều phong cách khác nhau. Ngay lập tức, trí tưởng tượng và óc hài hước của dân mạng lại được xem phát huy khi tìm ra những phiên bản sinh đôi trong showbiz. Theo đó, Binzy chọn bộ trang phục khá màu mè, rất trùng hợp với phong cách của nghệ sĩ hài Chí Tài. Showboy được ghép ảnh với nữ ca sĩ Bảo Anh, nhưng xem ra có khá nhiều ý kiến không đồng tình. Còn Karik sao lại chọn chiếc nón khá giống nghệ sĩ trung dân thế kia? Một dân mạng bình luận, phi hành gia giờ sắm hẳn chiếc đĩa bay đội lên đầu cho ngầu. Cặp bài chung Ramastic và Justati thì được ví von như bộ đôi nghệ sĩ hài Vân Sơn, Bảo Liêm. Đáng chú ý nhất chính là nam rapper Wowy. Ngoài việc được so sánh với phong cách của nghệ sĩ hài Công Lý, thì cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là MC Lại Văn Sâm sau khi nam rapper mặc bộ vest lịch lãm nhưng vẫn rất ngầu. Đặc biệt, bên dưới bức ảnh, tài khoản có tích xanh của MC Lại Văn Sâm đã để lại bình luận. Trông như hai anh em ý nhờ, chẳng biết thằng nào là anh, thằng nào là em nữa. Điều này khiến nam rapper phấn khích chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Bác ơi, mai con ra Hà Nội, bác cháu mình mà có duyên gặp nhau, chụp chung tấm hình cạnh nhau là con vui lắm bác ạ. Không biết sao để bác biết con, rất mong được chụp chung tấm hình với bác nữa. Chào bác Lại Văn Sâm, con chân thành cảm ơn bác đã support con làm huấn luyện viên của Rap Việt vòng kế tiếp ạ. Ôi yêu bác.